Tỷ, tỷ tỷ tốt của ta. Tỷ như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm. Hiểu lầm là đồn vớ vẩn mà thôi, ta sẽ không để ý. Mẹ kiếp, ta để ý. Minh Hà quả thật là có chút đường đột. Mạo phạm châu chủ, chỉ là hiện nay cả Kiều Châu ai xảy ra đều không sao cả. Chỉ có ngài, bất luận như thế nào cũng phải bình an. Đêm nay để Minh Hà hầu hạ bên ngài, bảo vệ sự an nguy cho ngài. Ý tốt ta nhận rồi. Không có chuyện gì, tí tí về đi, được. Chủ của Quỷ Châu Minh Hà, người duy nhất ở trong 9 vị châu chủ trung thành nhất với ta, còn chủ động móc nối với các châu chủ còn lại, đẩy ta lên vị trí châu chủ Cửu Châu. Ta hiểu rất ít về nàng ta, nói không tới quan hệ thân thiết, sau khi ta nhận chức, ngược lại đã giúp ta không ít. Vốn là một vở kịch dẫn dụ thiên kiều, ngược lại dọa nàng ta rồi. Người này để ý ta như vậy, không biết là tốt hay xấu. Xin ký chủ chú ý, chú ý gần ký chủ có một thiên kiều luyện hư đang ẩn nấp. Ồ, thuật ẩn nấp sắp hết thời gian rồi, mau chuẩn. Đúng như lời Khang Nguyệt, Trần Trường An giả vờ trọng thương, mục đích là muốn khiến chúng ta tự sa vào lưới. Người hạ giới giả hoạt, sợ rằng chiêu mỹ nhân kế này sớm đã không thể hiệu quả. Trần Trường An là muốn, chào buổi tối, giết hết chúng ta. Ta đợi các ngươi rất lâu rồi, tiểu thiên kiều. Ta đã nói từ trước rồi, chiêu đó của người chỉ có thể người lừa kẻ không có não mà thôi. Vô còn có mai phục, thời khắc mấu chốt vẫn phải cưỡng thế đoạt lấy. Nói như vậy người rất là dũng mãnh. Tiên giai tinh vân thánh thiểm, cơ hội chỉ có một lần, tất cả sử dụng hết chiêu bài đi. Vốn có thể thấy tiểu ca rất là thuận mắt, đáng tiếc ta phải giết chết người. Tiên giai bách hoa phật chỉ, một kích này đâm xuyên mọi thứ. Sĩ Ninh thần niên, một khi khóa chặt mục tiêu, tiên cũng khó mà thoát cái chết. Ta sợ quá đi. Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết thì tùy người. Chỉ cần các ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sao lại làm tổn thương mấy vị tiểu mỹ nữ chứ? Dù sao ta cũng không phải là ác ma gì cả. Tiểu ca ca ngươi thật tốt. Những thiên kiêu này có thuật ẩn nấp, có thuật ẩn nấp mà hệ thống không thể nào kiểm tra ra. Đợi làm rõ thuật này rồi biến bọn họ thành điểm lĩnh vực. Phu quân, những người này là thiên kiêu mà tiên nhân thượng giới chuyển thế xuống hạ giới, trên người mang các loại tiên thuật nghịch thiên, rất trâu, các ngươi đừng qua đây. Thật là thận trọng như vậy hoàn toàn không có cơ hội ra tay rồi. Bỏ đi, dù sao chỉ là một sợi phân hồn, để mình làm lại lần cuối cùng. Trần nàng, ta rất nhớ chàng. Những ngày không có chàng, lòng ta khó yên, đêm đêm không thể ngủ. Ngươi uống nhầm thuốc rồi à, ta căn bản là không quen người. Trần nàng, đó là thê tử của chàng sao? Chàng sao chưa từng nói với ta? Nếu đã theo đuổi, kích thích thì làm tới cùng đi. Trường An, chàng biết ta bây giờ thiếu cái gì hay không? Thiếu chàng. Trường An là của ta, không ai có thể cướp đi. Bình tĩnh đi, nàng ta còn có chỗ dùng. Người làm gì mà so đo thế? Nam nhân nắm thê nhiều thiếp không phải là rất bình thường hay sao? Nam Dung, người mau im miệng đi. Ta nguyện cho rằng thiên kiêu thượng giới kiêu ngạo nhiều năm ở dưới vực bị kiềm chế, cả đời này không thể nào nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn thật sự khiến người khác vượt ngoài dự liệu. Thành nhỏ ở biên giới Vân Châu, giết mấy tòa thành mới gom đủ tinh huyết cuối cùng. Thanh kiếm chảm tiên, tiên phẩm này cuối cùng cũng đúc thành rồi. Trừ kiếm thánh tiên của thánh võ tiên tôn ra, chúng ta sở hữu thanh kiếm này ở hạ giới này gần như là khó có địch thủ. Thiên kiêu của tiên vực Tang Ái, Trương Quan, giới vực Cửu Châu này là của chúng ta. Thiên kiêu của tiên vực Tang Ái, Lý Đới. Còn sót lại một con chuột con, vừa hay dùng nó để tế kiếm. Buông đứa bé đó ra. Những tên súc sinh nạm sát người vô tội các người cũng xứng tu tiên hay sao?
con kiến hạ giới nói chuyện bao đồng. Ta giết nhiều, nhiều thánh như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lưu lý vô cấu, thể thượng đẳng như này. Nếu có thể dùng bọn nó để tế kiếm, nhất định là có thể khiến cho thực lực của kiếm trảm tiên này tăng thêm một bậc. Giết thành, nói như vậy, mấy tòa thành bị giết mà ta gặp phải trên đoạn đường này, người trong đó đều là các ngươi giết sao? Không sai. Người cũng đến trở thành vong hồn dưới kiếm của ta đi. Xúc sinh đi chơi đi. Thanh kiếm đó, kiếm thánh tiền sao lại ở trong tay người? Không phải nằm trong tay của Trần Trường An hay sao? Người giết không cần biết, người chết không cần bị, không cần thiết là phải biết nhiều như vậy. Xúc sinh, tên xúc sinh Trần Trường An vậy mà lại giao tiên bảo này vào tay loại nữ nhân hạ tiện này. Người còn muốn sỉ nhục tiên giới như nào nữa? Bây giờ muốn chạy muộn rồi. Lại. Ơi, đây là tòa thành thứ 5 bị giết hại mà chúng ta thấy ở trên đường rồi. Những người này thật sự là làm nhiều chuyện độc ác. Chỉ riêng chúng ta nhìn thấy đã có 5 tòa. Vậy nơi chúng ta không nhìn thấy, sợ càng có nhiều hơn. Ta đoán sư phụ đại nhân thường xuyên từ phân thân quay lại bản thể chính là vì đại lục Cửu Châu hiện nay đã rơi vào trong đại nguy cơ thật sự. Kiểm tra được đồ đệ linh bảo nhi của ký chủ, giết chết 2 thiên kiêu chuyển thế tu vi hóa thần cảnh của thượng giới, thưởng ký chủ 20.000-20 vạn điểm lĩnh vực. Ồ, rất là mong chờ ngươi tới. Không có một chút chỗ tốt ta không có sức. Nhiệm vụ đặc biệt, đặc hiệu mắc điểm, các tiên kiêu chuyển thế đang ở giới vực Cửu Châu tùy ý chém giết sinh linh đồ thán. Xin ký chủ hành động ngay, cứu vớt giới vực Cửu Châu. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: một tấm thẻ xuyên không dị giới. Nhiệm vụ thất bại, giới vực diệt vong. Hệ thống: thẻ xuyên không giới vực. Thẻ giới vực này là cái ta muốn. Có thẻ xuyên không tới giới vực khác, ví dụ trái đất. Trái đất là cái quỷ gì vậy, ký chủ? Thẻ giới vực xuyên qua vạn giới. Quan là, giới gì phải xem vận may của người. Xuyên ngẫu nhiên thì quá là hố, thì quá hố người rồi, dẹp. Ta muốn xuyên không chỉ định cơ. Nhiệm vụ đặc biệt lần này là do thiên kiêu dẫn ra. Nói đơn giản thì chỉ cần tiêu diệt xong thì cơ bản coi như là hoàn thành. Nói thì nói vậy, giết 1-2 người đơn giản, diệt tận gốc thì khó như lên trời. Những tiên nhân này cơ bản đều là phân thân hạ giới, giết rồi sẽ sống lại, căn bản là không giết hết được. Ta lại hỏi người, nhiệm vụ đặc biệt có giới hạn thời gian hay không? Trừ bảo nhi ra những người khác, giết chết thiên kiêu ta có thể có được điểm lĩnh vực hay không? Muốn định ta rồi à? Đừng đánh não tử, thời hạn của nhiệm vụ đặc biệt là 1 ngày. Sự việc liên quan tới sinh tử của giới vực Cửu Châu, ký chủ xin hãy nghiêm túc nhìn nhận, đừng qua quyết nữa. Đù má nhà người, nhiệm vụ và phần thưởng không cần xứng. Ai sẽ làm việc cho ngươi? Với lại, thời gian đột ngột gấp rút như vậy, mình rất khó đảm bảo không làm loạn. Các người nhìn trên trời. Ơi mau, mau nhìn, tiên môn mở rồi, có tiên nhân hạ phàm rồi. Tiên nhân giáng lâm rồi. Kiểm tra được, thiên kiêu thí thiên tái hiện. Thiên kiêu hiện nay ở cấp bậc tiên hoàng. Phân thân của ký chủ đối đầu với cửu hoàng tử tạm thời không có phần thắng. Có muốn đổi phân thân cấp bậc cao hơn hay không? Cấp bậc tiên hoàng, lần này hắn là chân thân hạ phàm nhỉ? Tạm thời không cần đổi, ta muốn chơi một ván lớn. Khu rừng nào đó của Vân Châu. Cửu hoàng tử, hoàng tử điện hạ, ngay cả Ngọc Thiền tiên tử cũng đến rồi. Cửu hoàng tử, ta còn phái đến núi Phi Tiên lấy quả tiên chú nhan về cho tiên chú nhan mang về nhà cho trưởng bối, không ở lại tiếp ngài, không làm phiền các người nói chuyện. Ngọc Thiền à, ngươi và ta đều cùng ở tiên vực Quyền Vũ, sao không ở lại giúp ta cùng nhau đoạt lấy cửu? Người của Giang gia thật là một đám chết não. Thí thiên vậy mà dám dùng chân thân để hạ phàm, quyết tâm lớn như này, xem ra Cửu Châu này nhất định là sẽ bị hắn đoạt được rồi. Trước kia, địa tiên hạ giới nhất định là sẽ bị thiên đạo của hạ giới áp chế tu vi,
nhưng hắn lại không hề có hiện tượng bị áp chế, là đang ngụy tạo hay sao? Tứ hoàng tử, tên gian xảo quỷ quyệt như Trần Trường An đã tung ra tin tức giả hắn bị trọng thương. Nam Dung bị mê hoặc đi tới trước thăm dò, mấy người bọn họ đều đã bị bắt rồi. Không sai, cứu hoàng tử. Chúng ta không thể nào bị một tên tạp chủng của hạ giới dắt mũi được. Chúng ta phải nắm quyền chủ động. Một con sâu bọ còn con không những dám to gan giết chết thiên kiêu của thượng giới chúng ta, còn hết lần này tới lần khác ngăn chúng ta thu phục Cửu Châu, thật là đáng chết. Buộc phải khiến cho hắn chịu sự trừng phạt, nếu không chúng ta sau này làm sao mà có chỗ đứng. 5 canh giờ, ta nhất định là khiến cho hắn cầu sống không được, cầu chết không xong. Nhưng các ngươi phải phối hợp với ta. Mình nhớ Trần Trường An đó ban đầu cùng ở núi Phi Tiên, thiết nghĩ có không ít bạn bè người thân nhỉ. Kế hoạch chia thành 2 bước. Bước thứ nhất, tập trung tất cả thiên kiêu có thể liên lạc được ở gần Vân Châu, giết thành. Ây, mau mau chạy, mau chạy. Cha mẹ đừng bỏ lại con, đừng giết ta. Phong Châu, Vũ Châu mang tới cho bọn họ sự khủng hoảng và tuyệt vọng cực độ. Bước thứ hai, đợi khi những con kiến đó hoàn toàn bị tuyệt vọng, rồi thì lại cho bọn họ một chút hy vọng. Lôi Châu, Xích Châu, cầu xin người tha cho chúng ta đi. Tha cho các ngươi có thể. Chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta thì ta sẽ tha cho các ngươi. Mà một tia hy vọng đó nằm trong tay của Trần Trường An. À đúng rồi, chỉ cần chủ châu của các ngươi đưa Cửu Châu đỉnh cho chúng ta, trận tàn sát này sẽ dừng lại, các ngươi đều có thể sống. Tới lúc đó không cần chúng ta đích thân ra tay, những con kiến đó vì để sống tiếp sẽ bắt đầu bạo động. Vân Châu, cầu xin thành chủ giao ra Cửu Châu đỉnh, hãy cứu những bách tính như chúng ta. Châu chủ đâu? Hắn không phải nói tiên nhân hạ giới là do hắn giải quyết hay sao? Hắn ta tại sao lại không ra ngoài? Trần Trường An, đồ hèn nhát, cút ra ngoài cho ta. Cuối cùng cũng cưỡng ép Trần Trường An giao ra Cửu Châu đỉnh. Cách này của Thí Thiên có hiệu quả rồi. Bây giờ các nơi của Cửu Châu đã rơi vào hỗn loạn, Trần Trường An đó e là sắp đứng mũi chịu sao rồi. Thí Thiên không có cưỡng chế đoạt nấy, ngược lại lợi dụng đám ngu xuẩn đi mài mòn tinh lực của Trần Trường An. Kế hay nha. Tiếp theo thì xem hắn lựa chọn như nào, là giữ chết Cửu Châu đỉnh, là một đại anh hùng bị bách tính trách tội, hay là giao ra Cửu Châu đỉnh làm tội nhân thiên cổ. Trần Trường An ra đây. Trần Trường An. Tiếp theo chúng ta chỉ cần chờ đợi Trần Trường An ngoan ngoãn nộp lên Cửu Châu đỉnh là được. Thành Hóa Long, thật sự là không có một chút cũng không, một chút cũng. Cứu mạng, đường đường mà, thì ra là vậy. Công pháp ẩm nấp này vốn là công pháp tiến giai, chuyên tu thần hồn của thượng giới. Tu luyện công pháp này có thể tránh được sự thăm dò của thiên kiếp giới vực cấp thấp, khiến giữa cho thiên kiêu cảm ứng lẫn nhau. Tuy công pháp này cường thế, nhưng lại cũng có nguy hại nhất định. Thời gian dài duy trì cường độ ẩn nấp sẽ cắn trả chính mình. Người nhẹ thì ngu si giống như là đứa trẻ bị ngớ ngẩn, người nặng thì cơ thể sụp đổ mất đi ký ức. Đáng tiếc, nếu không ngược lại có thể đảm bảo. Nếu không ngược lại có thể để đám Bảo Nhi tu luyện, vừa rồi còn hỏi ra liên hệ giữa người hộ đạo và thiên kiều, giữa bọn họ có tiên ấn kết nối. Nói đơn giản, người hộ đạo giống như là thú triệu hoán của thiên kiều. Phương thức triệu hoán có rất nhiều. Người tu vi cao có thể thông qua thần hồn dẫn động, người tu vi thấp phải cần trung gian, ví dụ như Ngọc Giản mà Ngọc Tu Na bóp nát. Có điều, mình nhớ người hộ đạo của Ngọc Tu Na lúc đầu hình như nói hắn chính là vì có tiên ấn, hạ giới tu vi mới không chịu sự áp chế của thiên đạo, có thể sử dụng thực lực mạnh nhất. Tiến ấn này dường như không đơn giản như vậy, kế hoạch phải sắp xếp trước rồi. Bắt hết thiên kiêu vẫn không đủ, còn phải bắt sống người hộ đạo mới có thể có được nhiều thông tin về thượng giới. Đại sảnh nào đó ở trong Thanh Hóa Long, ta đã phái người đi thông báo cho châu chủ rồi, tin chắc châu chủ rất nhanh sẽ tới. Tình hình của châu chủ hiện nay của các vị như nào rồi? 10 đại tông môn ở trong châu của chúng ta đã bị diệt 9 cái, bây giờ chỉ còn kéo dài hơi tàn. 8 đại thương hội ở trong châu của ta đã bị những tên điên kia hành hạ, chỉ còn lại 2 người còn sống.
Còn là đứa trẻ còn mới ở trong lồi. Mấy chục tòa thành ở trong châu của ta đã bị phá hủy, số lượng bách tính chết đã lên tới hàng trăm vạn. Những người đó thủ đoạn quá là tàn nhẫn, buộc phải nhanh chóng bảo Trần Trường Nga đưa ra quyết sách. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ta cảm nhận được có người ở xung quanh sử dụng lực lượng cực kỳ khủng khiếp đang công kích gì đó. Sự chấn động này không chỉ có nơi này, các nơi khác cũng. Đại địa đang chấn động, là Cửu Châu đỉnh, có người đang động vào nó. Mau ra ngoài xem thử, lẽ nào Trần Trường An thỏa hiệp rồi, giao Cửu Châu đỉnh cho Thiên Kiều. Đạch Châu chủ đây nào muốn làm gì? Hắn đây nào muốn hủy Cửu Châu đỉnh hay sao? Toàn sở, lát nữa ở đây, có thể sẽ rất là nguy hiểm. Nàng vào thành đợi ta, giải quyết xong thì sẽ đi tìm nàng. Không, ta không muốn trốn ở đằng sau phu quân, ta muốn ở lại cùng với chàng đối mặt. Ngoan yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Ta tin chàng. Châu chủ điên rồi, hắn đây là muốn hủy cả đại lục Cửu Châu, khiến tất cả mọi người cùng nhau chết hay sao? Mau ngăn cản hắn lại. Cha, người là cha của ta, cha duy nhất của ta, đừng đánh nữa mà. Cửu Châu đỉnh một khi nứt vỡ, thiên địa ở trong giới vực Cửu Châu này sẽ sụp đổ, vạn vật diệt vong, cả đại lục đều sẽ sụp đổ đó. Tiểu thiên đạo, yên lặng cho ta. Điên rồi, điên rồi. Trần Trường An định cá chết lưới rách hay sao? Hai bên đều không có được chỗ tốt. Cửu Châu đỉnh sắp vỡ rồi, chạy mau. Ai tới ngăn cản Trần Trường An đi.